Xin chào tất cả mọi người, con tên là Phạm Hồng Nhung, năm nay con 10 tuổi, học lớp 4, trường tiểu học Thạch Mỹ. Hiện tại con đang sống ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Hôm nay được tham dự cuộc thi Ai Hát Hay Nhất mùa 1. Con xin chân thành cảm ơn hàng ghế massage Dr. Khe của Mỹ đã tài trợ cho chương trình này để con có thể thỏa sức đam mê ca hát. Và hôm nay con xin trình bày ca khúc Tàu Anh Qua Núi của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Xin mọi người cùng thưởng thức. Nếu hay, hãy cho con một like, share để con có động lực thêm nhé. Xin cảm ơn mọi người. Việt Nam theo bánh con tàu quay qua đèo Hải.